Trong phần này thầy sẽ hướng dẫn các bạn nâng cấp từ một cái máy server bình thường chưa có quản trị miền để chúng ta thành một cái máy là domain controller. Đây, các bạn sẽ vào cái máy ảo của mình. Vào trong máy ảo này thì chúng ta sẽ có thể muốn kiểm tra cái IP này nhanh thì các bạn có thể là vô Windows R, các bạn sẽ gõ cái lệnh là ncba.cpl thì nó lên cái quản trị cái cạc mạng cho mình luôn, thì nó nhanh hơn, là mình đi đường vòng. Đó, tí nữa thầy sẽ gửi cho các bạn cái lệnh này. Và khi mà mình đã có được cái IP rồi, IP của mình bữa hôm trước, mình có thể là cmd mình kiểm tra lại một lần nữa là IP config xịt. Và mình chắc chắn rằng IP config ở lâu IP con IP sorry thầy để if rồi IP config on. Như vậy mình chắc chắn rằng là IP của mình là đã có IP đúng, subnet mask đúng, DNS đúng, thì mình mới bắt đầu là mở cái phần mà quản trị dịch vụ lên. Windows Server của chúng ta. Và các bạn vô cái phần Server Manage, quản trị server trong cái menu nè, bấm cái menu lên thì nó có cái phần Server Manage ha. Mở trên phần này lên thì các bạn sẽ có cái chỗ là Add-on. Được chưa? Add-on thì nó sẽ cho các bạn thêm cái dịch vụ vào. Và trong cái role này thì nó sẽ đi qua một số cái thiết lập. Mình chọn là net. Nó kêu là role cơ bản hay sao? Ok. Role cho máy nào? Máy của mình là cái máy mà mình đang cấu hình DC1. Rồi, bây giờ mình sẽ thiết lập cái role gì? Role của mình là Active Directory Domain Service. Đây, Active Directory Domain Service, máy quản trị vùng. Trong này nó có rất là nhiều cái dịch vụ. Ví dụ như thầy nói là DHCP hoặc là DNS. Ha, mình sẽ chọn là Active Directory Domain Service. Tí nữa mình sẽ cài DNS sau. Bấm tích vô đây. Chọn vô đây ha. Khi mà mình chọn dấu tích vào thì nó sẽ bắt đầu cho mình add các cái dịch vụ liên quan. Chọn Next. Rồi đến đây, sau khi mà chúng ta chọn Next xong thì đến đây là người ta cái đoạn phía sau người ta không nói, thì mình sẽ chọn Next tiếp. Next. Next. Rồi chọn Install. Đợi nó cài đặt tí xíu, nó đưa hết các cái gói liên quan đến cái dịch vụ Domain Controller của mình vào. Đợi tí nó cài nha. Bạn có thể là close để cho nó cài ngầm phía dưới, hoặc là mình có thể là để khi nào mà nó install xong rồi mình đã tắt cũng được. Rồi, đợi tí thì nó đây nó là config được success rồi ha, install success rồi. Ok, close. Thì khi mà các bạn success trong thì phía trên này nó sẽ có báo cho các bạn nè. Có báo cho các bạn là cái phần này chúng ta cần phải config thêm tí nữa.
được chưa? Ở phía trên này nè, sau khi mà các bạn cài đặt xong thì nó sẽ ra một cái dấu chấm than. Các bạn click chuột vô cái dấu chấm than thì nó bảo là mình sẽ config thêm cho cái domain controller này. Bấm vô đây. Rồi ở chỗ này thì chúng ta sẽ chọn là server mới. Tại vì trong cái hệ thống của mình có thể là cài đặt một cái server kết nối vào một cái hệ thống có sẵn. Còn mình đang giả lập là mình đang thiết lập một cái hệ thống cho một cái công ty, mà server này là server đầu tiên trong cái công ty đó, trong cái hệ thống đó. Thì mình chọn là new forest, tức là một cánh rừng mới. Tại vì sao gọi là rừng? Nó có nhiều cây, nhiều cái server bên trong thì chúng ta gọi là rừng. Và cái server của các bạn đang cấu hình thì để cho nó đừng có đụng, ví dụ như mai mốt thì cho các bạn là open lên ở dạng grid chẳng hạn, thì mọi người đều có thể thấy được server của nhau và không có trùng. Thì các bạn sẽ ghi giùm thầy là AMC và cái tên của mình vô trong. AMC ví dụ như của thầy là Bình, thầy để là AMC Bình. Rồi của bạn là Ngân Trần Ngân Phạm, đúng không? Hai Ngân, Ngân Trần Ngân Phạm hoặc là Bình Trần đi, thì cứ cứ tên và họ, mỗi bạn đều tên và họ hết thì nó sẽ không trùng. .com cái này để làm gì? Nó là cái tên miền, nếu mà sau này các bạn sử dụng cho đặt một cái tên miền và các bạn connect để các bạn sử dụng cái email của mình, khi mà bạn GA một cái user trong cái domain này thì nó sẽ cung cấp một cái tài khoản cho cái phần domain controller này nó quản trị. Nhưng mà nếu mà sau này các bạn cấu hình mail server thì các bạn lấy cái server nó trùng với cái domain controller này luôn thì bạn quản trị nó sẽ hay hơn. Thì mình giả lập rằng là mình sẽ mua một cái domain, mình mua một cái domain bên ngoài là nó là quản trị vùng cho mình là .com luôn, được chưa? Thì để sau này mình sử dụng nó sẽ tiện hơn. Mau mau cắm pin hết pin. Nãy giờ còn nói không? Đi có kịp không? Cái này. Cắm này rất là cực. Ây da, hên quá, kịp. Rồi, thì chúng ta sẽ để cái IP, domain của mình ở đây ha. Rồi, bạn để đâu? Rồi, net. Rồi, mình sẽ cài đặt cái domain DNS luôn, Global Category luôn. Password. Các bạn sẽ đặt giúp cho thầy một cái password là có độ phức tạp. Như vậy mình sẽ đặt là admin 1234 ha, admin 1234 ha. Như vậy chỗ này mình sẽ có là A Hoa nè, D min 1234 A cộng, để cho nó có độ phức tạp ha. Như vậy thì mình đặt lại là A min nè, A nè, D min 1234 A cộng đó. Nhớ cái này chứ không mình nâng cấp xong tí nữa quên mất tiêu. Và cũng đừng nên đặt một cái batch nào đó cho riêng mình, hay quên lắm. Mình đặt cái batch chung á thì nó sẽ không có quên. Và chỗ này các bạn chọn GA luôn này. Nó chưa tạo được cái zone. Ok, cái này mình cài đặt sau cũng được. Net. Rồi, chỗ này bỏ qua luôn. Play off. Nó đang cài. Đợi tí xíu.
Rồi, đây. Chỗ này thì nó sẽ cho phép mình một cái tên để mà sử dụng NetBox. Net luôn. Chỗ này những cái file hệ thống của mình lưu ở đâu? Nó chỉ cho mình là C, Windows và các cái file hệ thống tùy theo cái hệ thống mà nó lưu. Thì khi mà các bạn làm IT thì các bạn sẽ xem cái database của Windows, phần quản trị domain controller của mình nó sẽ lưu ở đây. NTDS. Cái thứ hai là cái file log, tức là file này nó sẽ lưu trữ là user nào vào hệ thống của mình lúc nào, login lúc nào, logout lúc nào, rồi có cái vấn đề gì mà khả nghi không thì nó sẽ lưu ở đây. Log này là nó ghi lại cái lịch sử hoạt động. Ví dụ như là có một cái server nào, cái user nào đó đáng nghi ngờ thì mình sẽ kiểm tra trong cái log này. Được chưa? Và các cái file hệ thống. Net. Rồi mình view lại quá trình cài đặt của mình. Rồi bắt đầu mình cài đặt install. Nó đang chạy, đợi tí nha các bạn. Ok. Rồi các bạn đóng lại. Khởi động lại. Máy của thầy RAM 16 mà chạy máy ảo lên nó chậm. Nó chạy nhiều thứ quá.
Bây giờ batch mới nha các bạn. Batch cũ là nó đổi rồi. Admin của mình là bây giờ vô lại batch mới nha. Batch cũ mà BS BA cộng S là nó đổi. Admin của mình bây giờ là admin của domain controller. Còn nếu như mà mình dùng lại cái batch cũ là nó là của local. Mình có hai cái admin, một admin của local, một admin của server, cho nên là khi mà nó vào đây á, là bạn cũng thấy admin. Nhưng mà cái admin này là admin mới chứ không phải là cái admin cũ. Chú ý cái chỗ đó giúp thầy. Khi mà các bạn log on thì các bạn phải chú ý nó có hai cái path. Hai cái path. Đổi user. Tí nữa các bạn sẽ thấy nó khác tí xíu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập vô lại. Rồi, các bạn sẽ thấy nè, trong cái màn hình các bạn thấy là ở đây nó để nè, đăng nhập bằng cái AMC bình trần admin chứ không phải là của cái máy local, cho nên cái path này là path của admin mới nha. Đó, còn nếu mà bạn chọn local thì bạn phải chọn là user khác và bạn chỉ định cho nó là vào cái local. Và chỗ này của mình bây giờ là A hoa D min 1 2 3 4 A cộng đúng không? Ấy A min 1 2 3 4 chuyện gì? Đúng rồi, 1, 2, 3, 4, A cộng. Giỡn hoài ta. A, D, min. Rồi luôn. À, sorry. Rồi. Như vậy thì ở chỗ này nó đang sử dụng cái admin vẫn là BA cộng S. Rồi bây giờ nó bắt là mình đổi nè. Ok. Rồi. A D min 1 2 3 4 A cộng. A D min 1 2 3 4 A cộng. Ok. Nó vô nó vẫn vẫn sử dụng cái batch cũ. Rồi. Admin sign in. Và sau khi mà chúng ta vào được rồi thì chúng ta sẽ kiểm tra, thứ nhất là vào CMD lại. Mình sẽ ns look cấp enter. Chưa, nó chưa hiểu ha, nó chưa hiểu. Thì mình sẽ đi cấu hình một cái nữa mà hồi nãy thầy nói là mình đang còn thiếu đó. À, một số cách thì các bạn sẽ
cài đặt DNS trước, rồi sau đó bạn mới nâng cấp domain. Còn thầy đang hướng dẫn cho các bạn là nâng cấp domain trước. Ok, mình kiểm tra lại cái IP của mình một lần nữa. Chỗ này bạn sẽ nhấn Ctrl C, mình đóng cái NS lookup lại. Và chúng ta sẽ là IP config seek on, chúng ta kiểm tra lại. Các bạn thấy là cái DNS của mình nó đã bị đổi địa chỉ IP này thành 127.0.0.1. Mình vô mình đổi cái lại cái IP cũ của mình ha. C ncba.cbl. Mình vô cái cạc mạng của mình lại. Rồi, mình đổi cái IP lại 192.168.1.1. Tiếp theo, mình vô cái dịch vụ DNS. Dịch vụ DNS. Dịch vụ DNS này các bạn double click lên đây giúp thầy. Dịch vụ DNS. Các bạn mở bên này. Mở bên tool ha, tool DNS. Ok. DC của mình ra. Nó có một cái máy đầu tiên của mình nè, forward. Đây, DC của mình 192.168.1.1 ha. Và chúng ta sẽ xuống dưới này cấu hình thêm một cái nữa giúp thầy nè. Reverse. Reverse. Vô đến đây kịp không? DNS reverse. Các bạn click chuột phải, các bạn chọn new. New zone. Net private ha, primary zone. Ok, net IPv4 net, bạn gõ vào đây 192.168.1, tức là địa chỉ mạng của mình đó. Net, chọn cả hai đều có thể chứng thực. Rồi, mình đã tạo được cái này. Thì vô bên trong này các bạn chọn New Point. Và các bạn gõ vô đây là .1. Và bạn chỉ về cái máy của mình ở bên kia. Đây, DC1. Ok ha, DC1. Bạn có thể chọn On Record. Đó, chỗ này mình có DC1. Ok. Nó chỉ về. Mình bấm OK. Sau khi mà chúng ta cấu hình cái DNS xong. Sau khi cấu hình DNS xong. Các bạn vô trong này, các bạn thực hiện lại cái lệnh NS lookup lại. NS lookup. Mình tắt cái IPv6 đi. Tắt IPv6. Mình đang cấu hình IPv4 thôi, thì mình kiểm tra cái IPv4 trước. IPv6 này mình bỏ cái dấu check phía trước đi. Ok. NS lookup. Rồi, như vậy sau khi mình tắt cái V6 đi rồi thì nó sẽ báo nè. Với cái địa chỉ là amcbinhtran.com thì địa chỉ là 192.168.1.1. Như vậy là mình đã cấu hình xong DNS, mình cài đặt xong Domain Controller. Và nhiệm vụ của mình bây giờ mình sẽ kiểm tra bằng cách là các bạn sẽ mở thêm một cái máy client để mình join vào.
son vào cái domain này thì chúng ta nâng cấp trước, nâng cấp đến đây trước,